Trân trọng chào thể các bác nhá. Shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Tân Yên, Bắc Giang nhá các bác nhá. Chuyên bán hàng online, các mặt hàng phụ kiện đồ chơi. Hôm nay bán thêm cả cái phụ dụng cụ làm vườn cho các bác luôn nhá. Cái này gọi là cái kéo cắt cành, thì cắt cành trên cao phục vụ cho các bác làm vườn nhá. Mọi thông tin liên lạc thì các bác vui lòng liên hệ với lại một trong năm số điện thoại của shop nhá. Các bạn lưu ý kỹ là đơn vị bán hàng tên là shop Tân Ánh. Các bác trước khi mua hàng thì hỏi cho kỹ, muốn mua của nhà Tân Ánh thì các bác hỏi là mua nhà Tân Ánh nhá. Còn không thì các bác hỏi nhà khác. Thế nhiều khi là cho nó tránh nhầm lẫn. Bây giờ nhiều người bán cái món này lắm nhá, hay nhầm lẫn lắm nhá các bác nhá. Đây là cái kéo cắt cành này. Clip trước tôi đã đăng tải cho các bác và cái giới thiệu sơ cho các bác rồi về số đo và cái cách cắt. Hôm nay tôi làm clip này là giới thiệu chi tiết cho các bác thấy, để các bác nắm được là cái kéo cắt cành như thế nào. Mời các bác xem nhá. Đây là cái phần trước nhá, là bọc cái bóng như này, là phần mũi kéo và thêm một lưỡi cưa nhá. Thì tôi đã bỏ ra ngoài như này rồi. Đây tôi đã bỏ ra ở đây. Đây lưỡi cưa này, lưỡi kéo này nhá. Đây là phần phía trước này, đây là cái khớp nối này nhá, khớp nối giúp tụt cái ống trên nó cao ra, cao hơn nữa. Đấy nhá, đây là cái phần trên, phần trên của mũi. Tôi quay lại phần dưới tay cầm. Đây phần dưới tay cầm các bạn nhìn này. Đây nhá, cái tay cầm này ấy, là bằng cao su mềm, giúp cho các bác êm tay và nó có khả năng xoay để cho các bác được cảm giác thoải mái nhất, tư thế thoải mái nhất. Ống này thì trượt lên trượt xuống được. Để tôi cầm như này thì các bác, đây là cái keo mới này, như này là đang ở chế độ khóa nha các bác nhá, đang ở chế độ khóa. Đấy thì tôi lấy cái kéo này mà tôi đã làm bỏ ra làm rồi này, để các bác thấy nó dễ hơn này. Cái tay cầm này thì các bác có thể vươn lên trên hay là kéo xuống thấp, thì tùy vào cái khoảng cách của các bác nhá, nó rất là tiện cho các bác. Đấy còn cái tay bóp này nhá, tay bóp này thì nó sẽ có một cái điểm chốt là định vị thôi, còn ngoài ra nó sẽ xoay được. Các bác căn cứ theo cái mũi ở trên kìa, cái mũi kẹp trên kia, nó kẹp cành ở vị trí nào. Ví dụ như là vị trí này đi, các bác đưa lên như này, các bác mới kẹp được cành đúng không? Các bác nhìn như thế này, như cái tay của các bác mà cầm như này là nó bóp khó này. Quay lên đây, cầm như này các bác bóp khó nhé. Các bác xoay sang chiều khác, làm sao cho dễ bóp nhất. Đấy, như này nhá, là dễ bóp nhá. Rồi bây giờ đây là cái cơ cấu hoạt động của nó để các bác xem này. Đây ví dụ nhá, cái cành này tôi đã cắt rồi, đúng sao? Để tôi cắt lại cho các bác xem này. Rồi các bác khi cắt ở xong ấy, ở dưới đây này, dưới tay cầm này các bác. Đây các bác này, các bác khóa lại. Ví dụ như cành ấy, nếu mà các bác tỉa cành ra để cho nó thoáng cây thì các bác nhả tay ra luôn để mình tiếp tục mình tỉa cành khác nhá, cho cành nó rơi xuống. Còn trường hợp các bác mà hái hoa quả ấy, này, ví dụ như hái hoa quả này nhá, thì các bác sẽ khóa này lại. Khóa lại thì trên này nó sẽ giữ cái cành lại này cho các bác không bị rơi, giữ cái chùm trái cây này. Thì cái cơ cấu để nó giữ được ấy, thì nó chính là nhờ cái kẹp nhựa này các bác này. Trên là răng cưa kẹp sắt này, dưới là kẹp nhựa này, nó sẽ giữ cái cành này các bác rất là chắc. Còn cái phần lưỡi này ấy, là nó cắt đứt rồi, không liên quan rồi. Bây giờ đến cái phần lưỡi phụ, một bên là nhựa, một bên là nhôm và con lưỡi răng này để nó giữ cái cành này nha các bác nhé. Đấy, đấy là khi các bác hái trái cây, hái trái cây mà các bác phải kẹp chặt lại, các bác thả xuống đất thì nó không bị vỡ, không bị dập nhá. Còn trường hợp mà các bác tỉa cành na thì các bác sẽ nhả ra luôn để mình vào thao tác mình cắt tiếp nhá. Thế bây giờ khi xuống đây rồi các bác ở trên tay cầm này này, thì các bác nhả cái nẫy ra, nhả nẫy khóa ra này, các bác nhìn rõ không, nhả nẫy khóa ra. Đấy, và các bác nhả tay ra thì bác nhìn ở phía trên kia. Đấy, nó sẽ rơi xuống thì các bác gấp thả xuống dưới. Nên là trái cây hoa quả sẽ không bị dập nát. Và cái kéo này là cái kéo thông số là 3 mét các bác nhé. 3 mét thì nó có 2 khúc mới rút lên được 3 mét. Còn một khúc như này ấy, là ngắn nhất như này là 1m8 các bác nhé. Ngắn nhất như này là 1m8 này. Còn kéo lên hết
mấy khúc này ra nữa. Đây, cái này là cái khóa nha các bác nhá. Các bác bóp nó xuống, các bác nhả chốt ra và các bác nồi lên. Nó có mấy cái lỗ chốt này, các bác muốn dừng ở đâu thì các bác hạ xuống lại. Cái trường hợp mà các bác muốn ở chỗ này thì các bác tự khoan, nhưng mà khoan nhiều quá nó yếu không được tốt lắm. Và cái này nó khoảng cách sẵn cho mình là như này, một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ và lỗ thứ năm là lỗ cuối cùng nha các bác nhé. Đây, lỗ thứ năm là lỗ cuối cùng. À, các bác bóp này này, thả lỗ này, thấy không? Đấy này nhá, xong các bác nhả tay này ra, các bác đủ lên đấy, gặp lỗ là tự động nó có lò xo nó đẩy nó úp xuống. Đây, đây ví dụ như này, tôi bỏ tay ra, tôi muốn nó sập vào lỗ này, tôi rút lên này, gặp lỗ tự động nó sập xuống nhá các bác nhá. Khi các bác kéo dài hết cỡ ra như vậy, nó là 3 mét, nó là 3 mét các bác nhá. Thế đây là cái mũi kéo, thế còn bây giờ đến mũi cưa, đến lưỡi cưa nhá. Cái lưỡi cưa thì sẽ có cái mô hình cho các bác này, người ta làm cái mô hình cho mình nhìn này. Đây, bác xem như này, khi mình lắp như này này. Đây, quay là cái đường lưng cưa này, sẽ quay vào cái mũi này, quay vào cái mũi này nhé. Để lắp được cái lưỡi cưa ấy, thì các bác sẽ tháo con ốc này ra giúp tôi, tháo ốc này ra, tháo một con này thôi nhá, tháo một con duy nhất này thôi. Đấy. Cưa này nó để cho mình 3 lỗ, lỗ nhỏ nhất chính là cái lỗ ốc, hai lỗ to này để cho nằm bằng cái ắc nhựa này, để cho nó khóa nó không bị rung rinh. Và cái lưỡi cưa này khi các bác lắp xuống chiều này, nó cọc xuống dưới này, nó không có vướng cái lưỡi này thì các bác sẽ cưa được nhé, các bác sẽ cưa được. Các bác lưu ý là lưỡi cưa sẽ đặt vào đây, nhưng mà các bác đặt vào chiều này ấy, thì các bác thấy không, cái lưỡi cưa này nó mắc cái lưỡi kéo này rồi thì các bác cắt làm sao được, đúng chưa? Đấy, mắc cái xương kéo này vào đây rồi các bác không thể cắt được, thì các bác phải lộn ngược con ạ. Nó chỉ có hai chiều như vậy thôi, chứ không có ai nắp lưỡi cưa quay ngược như này đâu nhá các bác nhá. Thế nó rất là dễ nắp. Còn các bác muốn cò cưa theo kiểu ngược thì bác lắp như này nhá, nhưng chính xác là như này, rất là đơn giản thôi. Đấy, xong các bác xoáy ốc vào thì cái lưỡi cưa này là giúp cho các bác cưa những cái cành to hơn, mà cành to hơn mà cái lưỡi kéo của mình nó không đủ được để cắt được, thì các bác lấy cái lưỡi cưa này để các bác tiến hành cưa cái cành to hơn. Các bác cũng tiến hành như vậy, cò cưa còn dài hay ngắn thì tùy thuộc các bác nhả cái này. Nhá, giả cái này kéo mấy đốt, dài hay ngắn nhá. Cái này là chi tiết cái kéo cắt cành, nó có hai mẫu, mẫu 4m và mẫu 5m thì cơ bản nó giống nhau hết, nó chỉ khác nhau về cái chiều dài thôi nhá, khác nhau về cái chiều dài 4m và 5m thôi, còn cơ cấu hoạt động nhé thì hoàn toàn giống nhau hết các bác nhá, cơ cấu hoạt động hoàn toàn giống nhau hết. Đấy là giải thích với các bác vậy là các bác đã hiểu được là cái nguyên tắc hoạt động của nó như nào nhá, và các bác nắm được chi tiết và cái kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cành trên cao. Bây giờ nguyên lý hoạt động như này các bác này, khi các bác bóp thì cái ti ở trong này nó lôi cái khớp này xuống và cái lưỡi này sập xuống này, lưỡi nó cắt này. Đấy, khi các bác kéo xuống là chính là bóp cái này dưới này, bóp tay dưới này, đấy, bóp tay dưới này là lôi ở trên kia lôi xuống, các bác nhả ra là cái ti đẩy ra ngược lại, là cái mũi kéo nhả ra lại. Và khi các bác bóp xuống đây rồi ấy, các bác bấm cái chốt khóa lại thì phía lưỡi phụ bên này, và các bác nhìn thấy lưỡi phụ bên này này là một bên nhựa, một bên là kim loại có cái răng này này, nó sẽ ghìm lại cái cành cây để nó giữ lại cho các bác, ghìm lại cái cành hoa quả ấy, giữ lại cho bác không cho bị rơi, để tránh hoa quả bị dập nát nhá. Còn các bác muốn nhả ra thì các bác lại nhả lấy ra thôi, nhả khóa dưới tay ra và nhả ra thì cành nó sẽ rụng xuống. Đây là chi tiết về cái kéo cắt cành nhá. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với lại các số điện thoại, đầu số điện thoại của shop nhá. Các bác lưu ý là shop Tân Ánh. Các bác mua hàng bên em ấy là shop Tân Ánh nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Việt Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Và ship hàng là ship hàng COD đến tận tay cho các bác. Xem hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán tiền. Rồi xin cảm ơn các bác nhá. Mong giao lưu với lại anh em toàn quốc. Cái này thì dành cho anh em làm vườn nhá, anh em làm vườn. Cây bây giờ cây ăn quả chủ yếu là cây ghép, cây chiết, thì chiều cao tán là nó chỉ 3-4 mét thôi, thường thường là có 3 mét thôi đấy, các bác lấy 3 mét này là phù hợp luôn đấy nhá. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác nhá, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.